xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày thứ hai mình đang ở nhà má ở quê mình đây. Hôm nay mình dắt má đi chợ. Đây là má của mình nè. Hello, say hello. Bây giờ đi chợ đây. Đây là con đường đi chợ. Đi chợ năm hai, đi chợ local. Người đẹp đi chợ. Là chợ local năm hai. Đi quá trời bán hàng quá trời luôn, thịt rau. Người đẹp đi về phía trước đi. Bên trái. Đây là hàng hải sản. Mua về xào mì ăn ngon lắm, lấy con sống nha chị. Đây hải sản. Đây, bây giờ đã đi chợ xong, đi về nhà đó. Xong bữa đi chợ trưa rồi đó, ở đây sao mà nó nắng quá, mới có 8 giờ thôi. Cây xanh, cây xanh đây. Em về tới nhà và mami đang nấu cơm. Nấu cái nồi cá kho, cá thiếu nhi kho. Vô đây 8 người ăn nha cả nhà. Nhà nghèo, con đông, không có tiền nhiều cho nên ăn như đây thôi. Ăn mắm quẹt hả? Mami kho nồi cá đó. Đây, đã nấu xong bữa cơm. Toàn và rau. Rau không là rau. Rau và mì. Gì đấy. Cảm ơn quý anh chị, cô bác và các bạn đã dành thời gian xem clip của Huyền. Hãy nhớ nhấn like và subscribe để tiếp tục xem kênh của Huyền nhé. Xin cảm ơn.